Chào mừng các bạn đến với tử vi đầu số. Đây là clip số 93, bàn về bộ tứ vinh. Tiếp theo là sao ân quang, hành, mộc đới hỏa, bắc phái. Loại, phúc tinh, đặc tính, phúc đức, trường thọ, tên gọi tắt thường gặp, quang. Cách cục đẹp, bộ tứ vinh, thai cáo quang quý. Cũng là bộ tứ phúc thần hộ mệnh, quang quý, quan phúc, phủ tinh. Một trong sao bộ đôi ân quang và thiên quý, gọi tắt là bộ quang quý. Phân loại theo tính chất là phúc tinh. Sao này là sao tốt, ý nghĩa ân quang ở cung mệnh, tính tình, ân quang thủ hay chiếu mệnh, tính nhân hậu, lòng từ thiện, sự hên, may mắn, sự thành tín với bạn bè, sự hiếu để đối với cha mẹ, sự chung thủy với vợ, chồng, sự tín ngưỡng nơi đấng linh thiêng, hiếu tụ. Người có ân quang bao giờ cũng có thiện tâm, chính tâm, chủ làm lành, không hại ai cho nên ít bị người hại, tin tưởng vào phúc đức và nhân quả, được thần linh che chở cho một cách vô hình. Đây là sao của những đệ tử nhà Nho, nhà Phật. Hóa khí của xương khúc, vừa là tứ vinh, vừa là tứ thần. Người có ân quang thủ mệnh có yếu tố nội tâm để trở thành Phật tử hay ít ra là cư sĩ. Ở ngoài đời thì là bậc quân tử, được thiên hạ quý trọng nhờ đức hạnh xử thế, nhờ thiện tâm sẵn có. Cùng với tả hữu, thiên quan quý nhân và thiên phúc quý nhân. Ân quang chủ sự may mắn thịnh đạt, do sự phù trợ của trời, của người trong nhiều công việc. Tất cả các sao kể trên hợp thành một đoàn phúc tinh, ban nhiều lợi ích từ bạn bè, xã hội, người trên, kẻ dưới và linh thần. Đây là người có đức lớn, có hậu thuẫn rộng rãi. Phúc thọ tai họa, ân quang có nghĩa là giảm bớt nhiều bệnh tật tai họa, đem lại nhiều may mắn và sống thọ. Hóa giải tuần triệt không bị ảnh hưởng này. Ân quang tượng trưng cho phúc đức của trời ban cho, sự che chở của trời Phật hay linh thiêng cho con người, biểu hiện cho sự giúp đỡ của trời, còn tả phù, hữu mật biểu hiện cho sự giúp đỡ của người đời. Quang quý dầu tâm linh hiện tiền, ý nghĩa ân quang ở cung phụ mẫu, được cha mẹ thương yêu, có thể có cha mẹ nuôi đỡ đầu. Ý nghĩa ân quang ở cung phúc đức, ân quang là phúc tinh, tỏa thủ ở cung phúc đức rất thích hợp. Được thần linh che chở, ước gì được nấy, sống thọ, họ hàng đoàn kết, đùm bọc nhau. Khi chết, được người hiến đất chôn cất. Ý nghĩa ân quang ở cung điền trạch, được hưởng di sản nhà, đất của tổ phụ, của cha mẹ để lại. Được người hiến nhà, hiến đất cho ở. Ý nghĩa ân quang ở cung quan lộc, hay giúp đỡ đồng nghiệp, lấy trí thành mà đãi người. Được thượng hạ cấp quý trọng, nâng đỡ. Được chỗ làm, nghề nghiệp đúng sở thích. May mắn trong quan trường, sự nghiệp. Ý nghĩa ân quang ở cung nô bộc, được tối tớ đắc lực và trung tín. Có bạn bè tốt quý mến, giúp đỡ tận tình. Được nhiều thuộc quyền phó tá. Được nhiều nhân tình thương yêu. Ý nghĩa ân quang ở cung thiên di, sinh phùng thời, được may mắn, hên ở xã hội. Được xã hội giúp đỡ, quý nhân phù trợ làm nên. Ý nghĩa ân quang ở cung tật ách, ít bệnh tật, tai họa. Có bệnh thì chóng khỏi, gặp thầy giỏi, thuốc hay. Ý nghĩa ân quang ở cung tài bạch, thường được người giúp đỡ tiền bạc, của cải. Thường được nhiều may mắn về tiền bạc, có thể được hưởng di sản. Ý nghĩa ân quang ở cung tử tức, có con hiếu với cha mẹ và được cha mẹ thương yêu. Có thể lập con nuôi để làm phúc. Có sách cho là có con thánh thần. Ý nghĩa ân quang ở cung phu thê, phúc trời cho được thể hiện bằng hôn nhân vì tình. Vợ chồng hòa thuận và thương yêu nhau, chịu đựng được nghịch cảnh mà lòng dạ sắt son, đó là trường hợp những người biết thủ tiết. Ở vậy nuôi con, không tục huyền, không tái giá. Ý nghĩa ân quang ở cung huynh đệ, anh chị em hòa thuận và giúp đỡ lẫn nhau. Có anh nuôi chị em nuôi, có thể có anh chị em kết nghĩa. Tóm lại, ân quang là sao rất hay về nhiều phương diện, hữu ích cho bất luận cung nào, cho bất luận tai họa hay hỷ sự nào. Những ý nghĩa trên càng chắc chắn hơn,
càng có tác dụng mạnh mẽ hơn nếu được thêm phúc tinh khác đi kèm, chẳng hạn như tả phù, hữu bật, tràng sinh, đế vượng, thiên giải, địa giải, giải thần, hóa khoa, thiên quan, thiên phúc, thiên thọ, tư đức. Việc tiếp giáp với ân quang cũng tốt, tuy không bằng ân quang tỏa thủ. Ân quang thiên quý, quan, phúc gạch dưới tháo gỡ hóa giải tuần triệt. Ân quang thiên quý ngộ dưỡng phúc đồng sinh con thần đồng, thần nhân giáng sinh làm con. Kết phần sao ấn quang. Hãy like và share subscribe ủng hộ kênh, cũng như cùng lan tỏa tình yêu tử vi. Chào thân ái.